Hello, xin chào các bạn. Các bạn biết mình là ai không? Chắc chắn là không rồi. Hơi quê, nhưng mà không sao. Mình xin giới thiệu lại. Mình là Hề Lắc, mê chơi phở DeFi. Nhưng mà nay không có phở DeFi. Mình sẽ cho các bạn xem mấy game Later Gator vào 2 năm trước của mình nha. Let's go. Mình bỏ nó hơn 2 năm rồi mọi người ạ. Đợt đó game hát lắm, mê dữ lắm. Mà lúc mình bỏ game này, xong mình mới chơi FIFA đó mọi người. Vô nè. Đợi tôi xíu, tôi tìm cái hành động chào. Trời ơi, lâu không chơi, quên mất tiêu rồi. Tìm xong tôi mới nhớ ra là ở phần chat. Hậu Covid các bạn thông cảm. Game khác xưa quá. Ai rồi cũng khác thôi. Nhớ ngày trước ghê. Thôi, giờ về nhà tôi nhé. Nhà này tôi mới mua luôn á. Nên là chưa trang trí được nhiều. Chưa câu được con này, khoe mãi nè. Chăm chỉ câu lắm nha. Này là quán cà phê của tôi. Học đề câu trên mạng á. Xinh khung nè. Cà phê kiêm quán ba luôn, ha ha. Vậy nó mới có tên là bất ổn đó mọi người. Cà phê sách nha. Đàn nữa nè. Tôi đàn cho mấy bà nghe nè. Trời, quá hay luôn. Hả? Mời đẹp. Mời đẹp. Này là chỗ nuôi thú cưng với chồng hoa của tôi. Này là phòng tắm.
phòng của tôi. Ngồi đây ăn bim bim, quá là chill luôn. Phòng ngủ của một đứa bánh bèo. Bàn trang điểm và chỗ làm việc nha. Tầng 2 tôi chưa làm gì cả. Đang làm dở cái phòng họp thôi à. Bạn nào thích thì đăng ký và tìm video cho mình với nha. Nhà đẹp nhưng không vui như ngày trước. Ây gu, cốc này đẹp quá. Thôi, mình phở lết tủ đồ cày chay chính hiệu nè. Lúc đó game mới hát, nên phở di nhiều đồ đẹp lắm. Còn cho nhiều nữa. Nhà cũ ngày trước tôi cũng trang trí nhiều lắm, mà thu hồi lại đồ hết rồi. Không chê tôi nghèo, lên xe tôi đèo. Chưa mua được con xe này là giàu lắm nè. Câu cả nghìn con cá đó. Tôi thích xe này. Sưu tầm cần câu cá nè. Bạn bè của tôi cũng nghỉ hết rồi. Nhớ các bạn quá. Hết rồi nha mọi người. Bạn nào chơi game này không nè? Để lại comment cho mình biết với nha. Bye bye.